À vậy là tổng tiền của chị là 550 ngàn mà đang khuyến mãi 50% là 550 chia 2 là 225, rồi chờ chị xíu chị lấy tiền. Ủa chị, 550 chia 2 là 225 hả chị? Ủa chứ nhiều má. Tự nhiên vô đây 550 chia 2 bằng 225 hả chị? Ủa chứ nhiều, con quỷ shipper. Ủa chứ nhiều ta? 550 chia 2 bằng 275. Ủa chết một. Ủa chị xin lỗi, chị xin lỗi em shipper nha. Chị nghĩ gì vậy? Chị nghĩ 250 ngàn của chị em ăn lời của chị chắc. 250 ngàn của chị to quá. Ủa xin lỗi em à. 250 ngàn á chị có thể uống được một ly cà phê, chị ăn một tô bánh canh, chị uống ly sinh tố rồi chị qua chị quất ly chè đó cưng. Nhưng em không có nhu cầu ăn để mập hay với chị. Em muốn nghe chị chửi chứ gì. Sợ chị chắc. Ờ Mr. Lord, the Mr. Lord. Bé bé mẹ cái lẽ muôn xuyên qua thờ. Rai thích ta đi kiểm. Ta đã biển. Nói gì á? Chửi tiếng Pháp. Học đâu hay vậy? Cưng ơi, chị không có học tiếng Pháp ở đâu hết. Chị nói xạo với Cương chị làm chó. Chị nói thiệt, chị biết tiếng Pháp là do thầy chị dạy.